biển người tiễn đưa Pele. Khoảng 230.000 người tới viếng và hàng nghìn người tiễn đưa vua bóng đá Pele trên đường phố Santos. Lễ viếng Pele diễn ra trong sân Villa Belmiro, sân nhà của câu lạc bộ Santos, lúc 10 giờ ngày 2 tháng 1 theo giờ địa phương. Các con và thành viên gia đình chuẩn bị những bước cuối cùng cho vua bóng đá trước khi đóng nắp quan tài. Trong 24 tiếng, khoảng 230.000 người đã đến viếng Pele. Hàng người xếp chờ viếng dài tới 2 km. Tân Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đến viếng, vẫy tay từ biệt Pele sau khi rời khu vực đặt linh cữu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đến Brazil tiễn đưa cầu thủ duy nhất từng 3 lần vô địch World Cup. Ông dùng điện thoại tự chụp ảnh với một số cựu cầu thủ Santos vài mét sau linh cữu. Sau lễ viếng, các vệ binh quốc gia đưa linh cữu Pele rời sân Villa Belmiro, lên xe để rước qua các con đường tại Santos. Linh cữu được đưa lên một chiếc xe mui trần. Dòng người đứng hai bên đường nói lời chia tay và hô vang tên Pele. Xe tang cũng qua đường số 6, thành phố Santos. Người mẹ 100 tuổi của Pele, bà Dona Celes, vẫn sống tại đây. Trước những Romario, Ronaldinho, Ronaldo, Pele là hình mẫu về một cầu thủ Brazil đi lên từ nghèo khó, đổi đời nhờ tài năng bóng đá và là biểu tượng gắn kết mọi tầng lớp trong xã hội. Cổ động viên Brazil xem Pele là tên tuổi bất tử, dù ông giải nghệ từ năm 1977. Một nữ cổ động viên lớn tuổi của Santos hòa khóc khi xe chở linh cữu Pele đi qua. Hàng nghìn người tiễn vua bóng đá trên đường phố. Sau lễ rước trên đường phố, Pele được an táng tại nghĩa trang Ecumenical Necropolis Memorial cách sân Villa Belmiro chưa đầy 1 km. Lễ an táng chỉ cho phép người thân và khách mời. Nơi an nghỉ cuối cùng của Pele là một tòa nhà 14 tầng, bao gồm 14.000 hầm chứa. Pele được chôn cất ở tầng 9, nơi có tầm nhìn hướng ra sân Villa Belmiro. Pele qua đời hôm 29 tháng 12, ở tuổi 82, do bệnh ung thư ruột kết. Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi. Ông từng ghi 1.279 bàn, trong đó có kỷ lục 643 bàn trong các trận đấu chính thức cho Santos và kỷ lục 77 bàn cho tuyển Brazil. Pele giành 3 World Cup vào năm 1958, 1962 và 1970. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.